thua trắng lượt đi. Các thành viên GAM lên tiếng xin lỗi, còn Levi được dịp cà khịa LCS. Mới đây, GAM đã khép lại lượt đi vòng bảng chung kết thế giới với 3 thất bại liên tiếp trước ROG, Dragonix và Top Esports. Dựa trên thành tích cũng như bảng xếp hạng tại bảng C, GAM đang là đội có nguy cơ cao nhất sẽ chia tay chung kết thế giới ngay từ vòng bảng. Kết quả là ngay sau khi trận đấu với Dragonix kết thúc, các thành viên GAM đã lên Facebook gửi lời xin lỗi chân thành đến người xem. Levi than thở cùng fan sau thất bại trước Dragonix. Nhục thiệt, nhưng chỉ biết nói là tụi mình vẫn sẽ cố gắng thôi. Katy xin lỗi trên story. Chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về bản thân và buồn như thế này, chỉ muốn xin lỗi tất cả mọi người. Trong khi đấy, huấn luyện viên Hanke chia sẻ: xin lỗi, còn 3 trận đấu nữa, hành trình vẫn còn dang dở. Chúc mừng Dragonix với chiến thắng hôm nay. COO Izumi lên tiếng sau khi lượt đi kết thúc. Ngoại trừ Levi và Kiaya thì có rất nhiều thành viên GAM chưa từng được cọ sát tại đấu trường quốc tế, nên việc bị cóng tay là điều rất dễ hiểu. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ để các em giữ vững tinh thần và thi đấu tốt hơn ở lượt về. Nhưng thay vì tinh thần ảm đạm vì thất bại lượt đi, thủ lĩnh của GAM, Levi, vẫn lên Twitter và cà khịa LCS vì thành tích toàn bại như VZ. Giờ đây VZ nhìn cũng mạnh như LCS rồi, nhưng tại sao tôi lại thấy rất buồn nhở? Về phần cộng đồng Việt Nam, có người lên tiếng chỉ trích GAM và coi màn trình diễn tại chung kết thế giới năm nay là bạc nhược. Cũng có fan đồng tình với Izumin và cho là các tuyển thủ có quá ít kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế nên không tránh khỏi việc bị cóng tay. Theo thể thức thi đấu, cơ hội đi tiếp của GAM vẫn còn nhưng là vô cùng mong manh. Vậy nên cộng đồng đều hy vọng GAM sẽ lấy lại phong độ và thi đấu hết mình trong những trận lượt về.